cái củ khoai môn ở đây đó là các bạn thấy là nó khoảng cả ký, cả kilo á, có cá còn bự hơn nữa nè. Còn cái này ở dưới quê tôi nói thiệt bán tại vườn chừng 5.000, 10.000 ký thôi. Một ký đậu đũa 380.000 tiền Việt, mấy bạn có dám ăn không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Út đây. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một trong những cái siêu thị của người Việt Nam mình làm chủ. Thì người Việt mình qua bên Út này định cư thì người ta làm rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Và trong đó cái ngành mà nghề mà siêu thị đó, mua bán rau củ ở bên này rất là phổ biến luôn. Và nhiều người rất là thành công. Hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn đến tham quan ở bên đây thì cái cách người Việt mình kinh doanh cái mô hình siêu thị này nó như thế nào nhé. Và họ sẽ bán những cái gì tại đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ theo chân mình nha, để mình giới thiệu với các bạn ông chủ của cái shop này. Chào ông chủ. Chào ông chủ, mẹ chủ kìa. Đâu? Ông chủ bên kia hả? Vậy là shop này có hai ông chủ không? Thôi đi theo ông này trước đi. Các bạn ơi, shop này bán rất là nhiều thứ nha các bạn nha. Mình thấy ở đây có bán hành nè. Ở đây là hành là phải cắt gọt sạch như thế này nè. Để dơ dơ người ta không mua đâu. Hành này bự chà bá luôn á. Cái hành này thường là trồng Đà Lạt của mình. Cái kiểu này ở Đà Lạt mới có nè. Đó. Giá bữa nay nhiêu vậy? $2.49. Ồ, có luôn củ cải trắng nữa các bạn. Đó, các bạn thấy một cái shop rất là rộng rãi, bán nhiều thứ luôn. Hiện nay là bắt đầu là mùa xoài bắt đầu rồi. Đó. Một ký xoài $9.9. Xoài này như xoài hiệu gì ta? Hả? A2 bên Việt Nam rồi. À, cái xoài cái này xoài Úc nè, này bên Việt Nam mình cũng có trồng nữa các bạn. Đó, bên Việt Nam có bán. Yeah, yeah. Rất là ngon ha, thịt rất là nhiều. 10 đô một ký. Rồi gì đây? Quýt. Quýt này là trồng ở WA luôn nè. Quýt địa phương. Quýt địa phương. Rồi 6 đô một ký. Rồi nhiều loại trái cây khác nữa các bạn thấy nha. Ở cái mùa này, cái này chưa tới mùa nè, bởi vì nó hơi mắc quá. Trái mơ hả? 25 đô một ký, ăn trái được không? Các bạn vô đây là ăn chùa. Ăn chùa cho đã. Ăn chùa quá đã hả? Dạ. Trái mận, trái mận, trái mận, trái mận. Cái này tại mình quen với shop mà. Cái này giống mận Hà Nội không? Không, cái này mận khác mà. Dạ, mận Hà Nội đó. Nhưng mà ở Hà Nội nó khác khác hơn. Không, cái mận Hà Nội nó cũng giống rồi nè. Ừ. Đặc biệt là ở Úc là có cái trái này nha các bạn. Ở Việt Nam như là không thấy. Trái này nó gọi là đào trắng. Đào không lông. Nó cũng là một cái dạng đào. Tại vì cái đào lông là đào này nè. Nè. Nó có cái lông mịn mịn á. Nhưng mà cái này thì nó không có. Thì bạn thấy cái đào này là đào không có lông nha. Cái này thường là chấm muối ớt á. Ngon. Thì tại vì đào này là mình gờ đâu. Nó có giống như nó có cái nhung nhung nè. Đào không lông. Rồi trái lê Hàn Quốc. Lê đúng là lê Hàn Quốc nha. Không phải lê Trung Quốc. Cái này 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc luôn. Nói chung là shop này nhiều lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà ở đây đặc biệt mình thích bơ. Bơ ở bên nút này á. Cái bơ loại này loại hash hả? Bơ này ngon à. Bơ này béo. Ủa sao có 99 cent ký vậy? Ồ, 99 cent một trái. Rồi Việt Quốc. Việt Quốc hả? Việt Quốc mùa này ngọt lắm á. Trái này rất là nhiều vitamin. Cái gì đó. Nè. Nhưng mà tới mùa này như cái trái này nó không đều lắm à. Này bỏ qua sinh tố. Kiwi nè anh, kiwi mùa này mắc ha. Kiwi trái này màu xanh. Ở bên Úc nó có hai loại kiwi, kiwi xanh và kiwi vàng. Cái này là kiwi xanh. Kiwi xanh thì có rất nhiều vitamin C. Ủa tại sao có bí này vậy? Hết Halloween rồi mà. Cái bí này là để Halloween nhưng mà chắc trong shop chỉ trưng bày cho nó đẹp thôi. Ồ, chuối này là chuối xứ hả? Chuối xím mình đó hả? Chuối này mắc lắm các bạn. Cái này chuối mắc lắm các bạn. À, 10 đô một ký, thấy chưa? Xong đu đủ. Đu đủ này ngon. Nói chung là rất là nhiều cái mặt hàng các bạn nha. Dưa lưới. Bưởi bao nhiêu ký vậy?
cái bưởi này nó không có phải giống như cái bưởi bên Việt Nam mình nha các bạn. Nó ăn giống giống thôi chứ thật ra nó không có ngon bằng như bưởi Nam Lôi của mình đâu. Ơi cái bưởi này nhập từ Israel. Ủa chị đi chợ hả chị? Đi chợ hả? Trời ơi, lâu quá. Tự nhiên tình cờ gặp chị Quang đây nè. Ủa đâu rồi, chồng đâu rồi? Ủa sao bữa nay ông đẹp trai hơn vậy? Kép hả? Kép hay kép mới hả? Trời ơi, sao mỗi lần gặp bà là đó kép mới vậy? Ở đây các bạn sẽ thấy ví dụ bên Việt Nam mình cái nào rẻ thì bên đây nó sẽ ngược lại, nó sẽ mắc nha. Ví dụ như bưởi nè, các bạn thấy nó không có ngon lắm đâu nhưng mà nó cũng 8 đô một ký. Hay là một trái khóm bây giờ nè. Đó. Một trái khóm mà ở đây nó tới 8 đô đó mấy bạn. Việt Nam mình trái khóm chắc là chợ mua chừng mười mấy ngàn phải không? Nên các bạn sẽ thấy những cái đồ dĩa Việt Nam nó mắc thì ở đây nó sẽ rẻ. Mà cái dĩa Việt Nam nó rẻ thì ở đây sẽ mắc. Hình như cái... Ồ! Cái này là giống khác luôn nè anh. Không có hai loại. Một loại không có, loại không có cái nóc á. Không có cái lá trên nó là không chua. Còn loại khóm mà này, có này lá. Cái này ngọt. Loại có lá là chua quên. Loại không có lá mới là ngọt. Cái này nhìn thấy có mật mà. Nhưng mà nó chưa chua. Ồ vậy hả? Cái này ngọt hả anh? Cái đó ngọt hả? Cái loại kia kìa, cái lá bự. Ồ. Rồi, ngọt rồi. Chồng ngọt luôn. Cái này giống cái khóm mật ở Đà Lạt đúng không? Khóm mật á, anh nhìn... Cái này là khóm mật mấy bạn ơi. Ông chủ hả? Ở đây có một anh nhân viên. Ủa anh làm ở đây bao lâu rồi anh? À làm. Làm nghề này á? Wow. Ôi giờ hả? Nó là nhìn qua là biết hàng tốt, hàng xấu liền phải không? Đây là một anh làm rau cải ở đây. Nói chung là có thâm niên rất là lâu rồi. Mấy chục năm trong nghề rau cải cho nên nhìn là biết hàng nào ngon, hàng nào dở liền. Ok các bạn, hôm nay bây giờ mình cho các bạn xem những cái loại loại khác nha. Ở đây có luôn cả các bạn thấy rất là đặc biệt ha. Ở đây một cái củ khoai môn ở đây đó là các bạn thấy là nó khoảng cả ký. Cả kilo á, có cá còn bự hơn nữa nè. Nè các bạn thấy không? Một cái củ khoai môn bằng cái mặt mình luôn các bạn. Khoai môn ở đây, ồ rẻ lắm mấy bạn ơi. Nè, các bạn không biết ở Việt Nam bao nhiêu nhưng mà ở đây có 18 đô ký hả. Tính tiền Việt xương xương thì mình cho cỡ 300 ngàn đi. Đó, ký khoai môn có 300 ngàn thôi các bạn. Rồi ở bên đây người ta ăn cái đu đủ xanh này. Nó không có phải giống như bên mình là gọi là đu đủ mỏi dịch phải không? Bên đây không có. Nó hái xanh dờn vậy thôi, một là chín, hai là xanh. Đó. Cũng rẻ lắm mấy bạn. Tính ra chừng khoảng có 100 ngàn ký à. 100 ngàn tiền Việt á, không mắc đâu. Còn cái này, ở dưới quê tôi nói thiệt bán tại vườn chừng 5 ngàn, 10 ngàn ký thôi. Mà qua bên đây hả? 25 đô một ký. 25 đô ký là nhiêu tiền anh? Hơn. Tại vì ba... Ô, gần 380 á. Một ký đậu đũa 380 ngàn tiền Việt. Mấy bạn có dám ăn không? Cà pháo 18 đô. Nói chung những cái gì như mình nói đó, cái gì mà ở Việt Nam nó rẻ thì bên đây nó sẽ mắc. Ví dụ như một hộp cái một hộp này chắc chừng khoảng 200 gram thôi chứ nhiêu đâu mà tính ra là khoảng cỡ 7 đô. Dạ. Dạ, đây là nó ông chủ lớn nè. Ông giá bộ hoài. Lớn đầu lớn. Hả? Lớn đầu lớn. Chiều nhỏ xíu phải không? Nhỏ xíu hả? Để cái này. Oh my god. Ớt rẻ lắm mấy bạn. Các bạn thấy các bạn giá không? Ớt rẻ lắm. Có 55 đô một ký thôi à. Ớt này ký 900 ngàn hả? Cái gì cũng có mấy bạn ơi. Có nghệ luôn nè. Có nghệ, có ghiền. Ủa ghiền nãy đây người ta trồng luôn hả anh? À. Ghiền cũng rẻ mấy bạn, có 45 đô một ký mấy bạn. Ủa bữa nay mua đồ nấu cho chồng ăn gì chị? Không biết nữa hả? Không biết. Ủa sao tới bây giờ anh còn chưng vậy? Ờ à, vậy hả? Đây nè, xả 20 đô một ký.
Đây mình tiếp tục quay cho các bạn xem ở đây bán cái gì nha. Có nè, ngò ở dưới quê mình gọi là ngò rí, mình không biết ở đây một số miền khác gọi là cái gì. Đó. Có xả luôn nè. Nói chung là ở Việt Nam có cái gì thì ở đây có cái đó, nhưng mà ở đây có thể nó còn nhiều hơn nữa, tại vì người Việt mình sinh sống ở đây rất là đông rồi các bạn. Cho nên là cái gì cũng có hết. Còn các bạn thấy mấy cái trái ớt chuông không? Quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Ớt chuông này để xào thịt bò ha. Ở bên Úc này nó có một cái loại ớt này cũng đấy ngon lắm mấy bạn. Nó không có cay nha. Thế cái màu nó rất đẹp, nhưng mà nó không cay, có thể là làm xào thịt bò luôn đó. Các bạn, cái cool shop này á, là các bạn nếu mà tới đây các bạn có thể mua rau củ ở đây. Rất là tươi, rất là ngon luôn. Và ở đây nó nằm trong một cái khu shopping rất là lớn. Cái khu shopping này là cái gì? Bungagun gì đó. Đó. Cái tiệm này tên là Garden Fresh các bạn nha. Rồi bên cạnh đó thì ở đây nó có bán luôn một số cái gia vị nè. Đó. Đó, mình thấy nè. Gia vị nấu canh chua tùm lum tà la ha. Có đầy đủ hết luôn. Rồi, hôm nay thì mình quay cho các bạn xem cuộc sống của người Việt mình ở đây. Một trong những cái ngành nghề mà người Việt rất là phổ biến. Cảm ơn ông chủ nha ông chủ. Trời, shop đã quá trời luôn. Mà bữa nay em rất là buồn, tới đây xin việc mà ông chủ không nhận. Hả? Em vô em làm vị trí nào anh? Ừ, thì em sắp hàng lên. Ừ, thì... Hoặc là anh có cái vị trí nào cần cụ thể không? Cần gì? Thì ai biết, anh đâu biết đâu, anh làm chủ mà. Bỏ hàng trên quầy đó hả? Ngày mấy tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng hả? Mấy giờ tới mấy giờ? Em lên làm thiệt đó nha. Từ 8 giờ tới 4 giờ. 8 giờ tới 4 giờ hả? Cũng được. Được. Đó, đây là anh chủ anh Hòa nha các bạn. Nếu mấy bạn tới khu shopping này mấy bạn nhớ tới đây ủng hộ anh nha. Đó. Ảnh thì cũng không có giàu lắm đâu. Hiện tại thì chắc cũng có khoảng một mớ thôi. Nói chung là thôi các bạn cứ tới ủng hộ anh nha. Không giàu, có khả năng thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo các bạn nhé.